Con đi học ở trường từ lúc 4 tuổi. Con đi học ở trường rất là vui, tại vì các bạn luôn chơi với con. Con thích chơi với bác Hai nhất. Một giờ và một tự mà. Con thích bác Sóc nhất. Con thích chơi với bác Nguyên, bác Duy, bác Sóc, bác Pít. Con không học ở đây nữa đâu, con sẽ vào lớp 1. Con chỉ học ở đây 1 tháng nữa thôi ạ. Đi học lớp 1 con không thích, tại vì học lớp 1 khó, các cô không hiền. Có bạn thì bị vụt vào lưng, có bạn thì cơ tay này thì lại bị vụt vào tay. Học lớp 1 không vui như ở đây. Ở đây được chơi đồ chơi với học chữ ạ. Con thích học viết và môn vở. Con là môn toán ạ. Con thích đánh vần, tập nhảy ạ. Con thích môn viết để đàn họa sĩ. Sau này con là người cô giáo, tại vì con thích dạy các bạn học. Khi nào con lớn, con làm cảnh sát thì con sẽ về con bảo vệ trường. Con sẽ về đây vẽ trường. Con làm bác sĩ, con sẽ học bệnh cho cả các cô. Muốn trở lại với các cô. Nếu không ở đây con nhớ nhất cô Tranh, cô Tư, cô Thùy, cô Thu và cô Thơm. Con nhớ nhất là bạn Hana, bạn Tì. Chúc các bạn may mắn. Con yêu tất cả các bạn. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi yêu trường Việt Tin Nốt. Con yêu tất cả các cô giáo, chịu các cô mẹ nhé. Con yêu trường Việt Tin Nốt. Con yêu trường Việt Tin Nốt. Con yêu trường Việt Tin Nốt.